Ồ, Toàn vẫn rất hay. Tinh Thành 3 đánh 0. Quang Vũ chiền ngang. Hello cả nhà. Tình hình là một buổi sáng khác tại Cần Thơ. Và mình đang ở trường Đại học FPT. Thì đi xem ông Đinh Thành sái ca đã. Mà trời mưa quá, sáng nay trời mưa quá. Rồi xe sợ ướt giày, phải gỡ giày ra rồi. Giờ đã vào sân rồi. Trường Đại học FPT Cần Thơ có sân banh đã quá. Đinh Thành áo số 14 đang đá trong kia rồi. Tại trời mưa tới hơi trễ. Nhưng tới sớm là quay ngay từ đầu rồi. Hôm qua là có quay một trận khác. Đội Đinh Thành thua. Nay trận này thắng hòa là vào vòng trong. Ok thôi. Đã nhiều quá. Vô trong sân. Hay quá. Đợt này xuống Cần Thơ gặp Đinh Thành dưới đây. Quay coi giải ông Thành đá luôn. Hợp lý quá trời. Sân banh ở dưới Cần Thơ thì sân 5 thì thấy hơi rộng hơn trên Sài Gòn. Mấy banh rồi? Ba trái hả? Trời, mới đá xíu mà banh ba trái rồi, rồi còn đá nữa không? Chắc nghỉ đá đi chứ đá gì nữa. Ủa Tân, em chụp hả Tân? Sáng nay mưa bão to quá nên mình không thể đến sân sớm được. Cả đội giờ đã đá gần hết hiệp 1 rồi. Có thêm một dán 5 trái rồi. Động Thành đang bán hành. Thôi anh em cứ xem đi ha. Lưới cho các cầu thủ thì cầu AC đã rung lên. Hữu Thịnh là người đã lập công và tỷ số được mở dành cho các cầu thủ dự bị Bình Tú. Sao bên kia bình luận lớn quá. Đại diện đến từ thành phố. Ủa, nay đổi giày hả? Hai ba đôi chứ không. Đi đá banh ở tỉnh thì mang hai ba đôi, để lỡ đá đôi này có bị ướt thì lấy đôi kia mang. Sự xuất hiện của các cầu thủ khác đó là đội bóng số 3. Hiệp 2 đang ghét nằm trái rồi. Đinh Thành đã chưa được đi ra ngoài. Chết tùi. Xích thua. Và đây là Nam Neymar, băng tay giống như Benzema, thế nên chạy chỗ ghi bàn như Di Maria. Và có một trái nữa. Vũ, Phan Vũ. Chuyền ngang. Là bóng dành cho các cầu thủ. Thêm một bàn nữa. Bàn là của Tính. Pha này 2-1 với thủ môn. Chuyền ghi bàn là hợp lý rồi. Nhưng của em Phan Văn Vũ cũng rất là điệu đà với kỹ thuật step over đánh lừa thủ môn trước khi chuyền nè. Chỉ nhắc lại đây là lượt cuối của bảng C và tỷ số vẫn đang là 1-1 các bạn. Vô hả? Pha cắt bóng không thành công của Nam Neymar tạo cơ hội cho đội bạn đối mặt thủ môn Toàn Y Cơ. Nhìn pha bóng này mình cứ tưởng là ra ngoài, ai ngờ coi kỹ lại hóa ra là do cái lưới bên trong bị trùng, vậy mà cũng sử dụng để đá giải được hay thiệt chứ. Người vừa có kỹ thuật nhận bóng chuyển hướng qua người rất hay đó là Mai Tuấn Vũ. Cài đè tốt. Nhét. Ui chà, không theo kịp. Pha chọc khe khá là sáng tạo ấy. Đột biến. Trả về. Ok. Về lần nữa. Đường nhét lên. Lỗi rồi. Mất banh. Đó diện gôn. Ok. Tốt toàn. Ôi một cái nữa. Nguy hiểm quá. Vẫn còn. Toàn hay vậy. Vẫn không có bàn thắng. Đang trở lại là một trận đấu này. Xin chào VVC. Xin chào Nguyễn Tân. Chúng phạm. Vẫn còn. Chúng con dọc. Đây
Và đang tiếp tục là các cầu thủ bên phía Đà Bông có thêm. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào buổi chiều ngày hôm nay. Hay vậy. Ồ. Đã có tình huống kéo áo của cầu thủ vào số 4 bên phía Đà Bông. Linh Thành vô lại. Tình huống phạm lỗi của mọi người hay. Với Lý Sở Thương và Sở Thương sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Điệt góp. Bắt hoạt. Và góc dành cho Vũ CR7. Đinh Thành. Bắt hồ lệ không thành công của Lý Sở Thương. Nam Neymar. Tính. Đội chiến. Step over, dứt điểm. Cú dứt điểm của Vũ CR7. Tính nó tên là gì tính ta? Gầm tính. Hả? Dạ em, dạ em, dạ em. Dạ cái tính. Phan Văn Vũ cú dứt điểm. Hay dạ. Wow. Sở Thương có bàn cho Vũ CR7. Cá. Bán bàn. Quê. Rồi, bật chế độ đá ma rồi. Mọi người hay. Và La Coretta của Long Tính. Nào đây mà. Đường nhét lên. Trúng cột. Xem lại pha này xíu nào. Nam Neymar nó cắt về. Long Tính vô lóc cầu thủ follow Nam Neymar. Cầu bị lóc thì tìm cách thoát lóc để theo Nam. Thì Long Tính cắt cột 2 nhận banh trống trải. Nhưng banh lại trúng cột dọc. Thành Vũ cột tương. Và Nam Yên sẽ dành cho các cầu thủ 3. Chỉ cả. Bóng đã đi ra hết đường biên. Đường rồi khó rồi. Toàn vẫn rất hay. Đinh Thành 3 đánh 0. Phan Vũ chia ngang. Tài thắng của Nam Neymar. Tội mạnh quá hả? Top kiến tạo đó, Vũ kiến tạo đó, 10 trái kiến tạo 9 trái. Thấy tổ uống bia nhiều quá không? Tổ này chơi chất lượng, vừa uống bia nhiều, vừa đá nhiều, hay nữa luôn. Ok đó, hôm qua uống bia cũng nhiều quá. Toàn á. Một mình không? Tẻ hả? Bản hai. Hay quá thằng ơi. Mày hay quá thằng ơi. Tốt rồi. Hay vậy. Tốt không? Hay lắm Vũ ơi. Ủa
Và luôn, hay quá. Ồ, đi tốc độ luôn. Chết mũi luôn. Ok. Hôm nay Thánh Cacillat nhập vào thủ môn toàn Iker rồi hay sao ấy. Đá kiểu gì cũng đỡ được hết. Ghê thật. Rồi đánh đầu luôn. Hết giờ. Rồi kết thúc trận đấu ha. Thắng 9-1. Đội của bên đối thủ của Đinh Thành hôm nay các bạn chịu không nổi lực lượng của mấy anh em áo hồng này rồi. Ok. Thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha.